với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cách tạo quý và gửi sạc lấy lãi các bạn. Đây, mình vào blog mình xem nha. Hôm nay là chính sẽ mở cái tính năng nạp rút nha. Nhưng mà chưa chưa thấy mở nha. Thông báo nè. Đây, blog chính thức hướng dẫn sang kinh thì các bạn đã biết này nữa, Violet ra chính thức nha. Đây là đường link nha các bạn, hai đường link này, link để phần mô tả cho các bạn tải về nha. Đây nó có hướng dẫn nè, khi mình kích vào đường link đó, nó sẽ ra như giao diện như vậy nha. Nếu mà ai mà kích vào đường link nó sẽ ra cái 24 chữ cái nha, nó sẽ ra chữ cái người ta nhập vào đây rồi tạo mật khẩu. Rồi tới bước 3 là nó bấm vào sân kinh đây để mình vào quý đây. Sân kinh của mình nha. Đây quý nè. Đó, mật khẩu nha. Mật khẩu và quý. Rồi. Nó cũng giống như cái đó đó, nhưng mà đây là bí mật mình không có đăng nhập mật khẩu rồi. Rồi xong rồi mình vào đó, nó y như trên đây vậy đó. Hoa hồng của nó là 10% nha các bạn. Dù gửi 100 là hoa hồng được 10 ghét nha, 100 ghét thì được 10 ghét. Này nó không biết để trong thời gian bao lâu nha, nó có cái ngày để cho mình ra ấy nha. Nó có nhiều, nó nhất nhiều bó bó hoa ly để cho mình gửi nha. Rồi tạo mật khẩu rồi. Cho nếu thứ hai nhớ cho một like và một lượt đăng ký nha.